Ảo thuật làm mềm cái nhĩa rất đơn giản khi nhìn ở phía sau. Cố tình thả cái nhĩa xuống rồi lụng cái bị gãy lên, lúc này giả vờ nhìn chằm chằm vào để đánh lạc hướng người xem là mình có siêu năng lực rồi dần dần thả nhẹ tay ra. Cái nhĩa như đã bị tác động bởi sức mạnh của tâm trí khiến nó bắt đầu bị mềm ra và gãy.